Năm đầu tiên làm mẹ bỉm sữa của Đỗ Mỹ Linh. Năm đầu tiên làm mẹ bỉm sữa, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gần như dành toàn bộ thời gian cho con và chỉ thi thoảng xuất hiện tại các sự kiện của gia đình hoặc do bạn bè thân thiết tổ chức. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên chức mẹ từ tháng 7 năm 2023 nhưng đến khi em bé tròn 1 tuổi mới công bố diện mạo con gái. Em bé tên Tuệ An, biệt danh ở nhà là Titi, được nhận xét giống bố y đúc. Ông xã Đỗ Mỹ Linh là doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội Fan Club, là con trai thứ hai của Bầu Hiển, một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh, ngân hàng cũng như bóng đá. Em bé Titi nhà Đỗ Mỹ Linh được một số người bạn của Hoa hậu nhận xét lém lỉnh. Dễ thương, luôn khiến bố mẹ và mọi người bất ngờ vì làm được nhiều trò. Đỗ Mỹ Linh nói cô thay đổi nhiều khi làm mẹ, từ một người hướng ngoại, thích đi giao lưu, gặp gỡ và coi công việc là ưu tiên hàng đầu trở thành người phụ nữ của gia đình. Con gái giúp cô rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ, sống có trách nhiệm hơn. Chăm sóc, chứng kiến con lớn lên từng ngày với tôi là điều kỳ diệu, Hoa hậu cho biết. Hoa hậu Việt Nam 2016 chăm con theo phương pháp Easy, viết tắt của cụm từ Eat Activity Sleep Your Time, có nghĩa là ăn chơi ngủ mẹ thư giãn. Bé ngủ dậy sẽ được cho ăn, được vui chơi vận động. Sau đó mẹ cho bé ngủ và mẹ sẽ có thời gian để thư giãn. Là dâu hào môn, có nhiều người hỗ trợ việc chăm bé nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn làm phần lớn việc bỉm sữa. Cô tự tay nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn dặm cho con mỗi bữa, thi thoảng còn lên mạng hỏi ý kiến của các mẹ bỉm sữa về kinh nghiệm chăm con. Đỗ Mỹ Linh từng cho biết cuộc sống bỉm sữa của cô rất thoải mái vì con gái rất ngoan và luôn có chồng ở bên. Ông bà nội, ngoại và thành viên gia đình hai bên cũng quan tâm, đồng hành trong việc chăm sóc em bé. Sức khỏe thể chất và tinh thần tốt nên cô trải qua thời gian thai kỳ, sinh nở dễ dàng. Không có dấu hiệu của trầm cảm sau sinh. Khi con gái được khoảng 4 tháng tuổi, Đỗ Mỹ Linh bắt đầu xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của gia đình chồng. Tháng 11 năm 2023, cô song hành với anh chồng, doanh nhân Đỗ Quang Vinh, trong vai trò giám khảo cho cuộc thi tìm kiếm gương mặt đại diện cho ngân hàng do gia đình chồng điều hành. Người đẹp gốc Hà Thành cũng tham gia một số sự kiện vì cộng đồng hoặc do bạn bè thân thiết tổ chức. Thời điểm đó, cô cho biết không thể xuất hiện tại tất cả các hoạt động vì phải dành ưu tiên cho việc chăm sóc em bé. Đến khi con gái được hơn 6 tháng tuổi, người đẹp mới xuất hiện nhiều hơn và thi thoảng cùng ông xã doanh nhân đi du lịch ngắn ngày. Cô thường xuyên đồng hành với chồng trong các trận đấu quan trọng của đội bóng do anh làm chủ tịch. Trong những lần hiếm hoi đi sự kiện, Đỗ Mỹ Linh thường chọn trang phục thanh lịch, tiết chế khoản hở. Một năm sau khi sinh em bé, Đỗ Mỹ Linh lấy lại được vóc dáng thời son dỗi và hay được khen gái một con trong mòn con mắt. Người đẹp cho rằng cho con bú, chế độ ăn healthy, uống nhiều nước kết hợp tập thể dục là cách giữ dáng hiệu quả sau sinh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.